loài này, nó ngoại gì. Của em là 16 thì em vẫn số hết. Rồi sau này 16.000 là góc gì? Rồi sau này số 15.000. Chính là nó to nhỏ nhỏ đeo quả này nó đậm đặc rồi. Cây này quả đến khoảng 15 quả thôi. Còn cái cây còn 200 quả này. Cái này nếu mà như thế này thì chỉ cần tầm 13-14.000 thôi. Cứ thu đi lại. Bởi vì là có một đất bằng này thì nó rơi vào tầm 11-12.000 đi. Vâng. Cái da xanh này bây giờ là vừa rồi là 37.000 này. Đây là cắt đê. Vâng. Cắt đê, cắt cái đoạn. Cái kia là quả to kìa. Cắt cắt thì là... Nhưng mà ra chợ nó cũng chưa xưa chợ. Nhưng bây giờ tầm này thì ấy à, tầm này là cắt rồi anh. Chưa, nó lo ăn lắm. Ở bên vườn tuổi già đấy thôi. Bên kia cái này ra xanh thì bao giờ thì được thu anh? Bây giờ đi mà cho thợ nó cứ mua thôi, nó bán thì ai biết được nó. Tức là từ giờ cho đi. Ra là cuối tháng 9. Từ dằm tháng 9 sang đầu tháng 10 thì ăn nó mới giòn. Nó có xa lạnh cơ. Già là nó bảo phải khi già là nó cắt mình kinh nghiệm mình gọi là gì lồi đi tẻ cũng gọi là lồi đi tẻ này là chính là cái nó già lúc giờ nó lồi 1, 12 kinh nghiệm mà 45 thu hoạch nhiều ấy rồi mỗi cây này cây này đi bảo là năm nay mà cây này khoảng 100 quả nó vẫn còn đấy cho cây này mà 100 quả ra xanh là 40.000 4 triệu một cây cây này đẹp. Bây giờ đến vườn ra xanh thì nhiều vườn đi vào đây. Bên ngoái ông ấy chủ tịch tận nơi chọn nơi nhưng mà không có. Năm nay sắm như cây này thì năm nay là đào cả này. Để ra xanh cây này chắc cũng phải trên 100 quả. Không chắc dần dài nữa. Cũng biết được đấy, nó tầm đấy. Cái ra xanh này năm nào cũng được mùa này. Cái này nhà đến nào nó vẫn thế này thôi. Ừ. Nếu mà lăn nào mà nó đuối quá thì nó chỉ rơi vào được khoảng tầm 30-40 tấn rồi. Vâng. Có tiền nước mới đầu tư được chứ về nhiều nhà hỏng mẹ hết ra xanh. Bởi vì là cứ một năm này sai, một năm cũng sai vừa, đừng cho sai quá là nó. Năm ngoái là khi nó sai nhé, cắt nó đi rồi nó cũng có thành đấy đâu. À. Xong bắt đầu cái cành này lại sang năm nó lại có quả. Thế nhưng mà hết khi mà hết vụ anh có cắt tỉa bớt đi không hay là cái không, cành như này là thôi rồi. À nè. Tỉa từ lúc bắt đầu là nó ra quả tỉa luôn rồi. Xong bây giờ toàn bắt đầu toàn bộ ấy còn thì toàn bộ là ít nữa nó lên mầm giật những cái mầm trong thân thôi. Nhỏ những cái ấy thì giật cái đấy thôi. Nhưng mà ra xanh này thì anh lại phải khoanh phải không anh? Không. Em nhìn thấy mấy vết khoanh đấy. Đấy là trước là cái cây bưởi diễn. Cái thằng này là thân buổi diễn ghép ra xanh à? Vâng. À. Chuyển nước sang ra xanh rồi đây bỏ mình chuyển mà. Ghê thật. Thế đây là hầu hết là thân buổi diễn là ghép ra xanh. Phải không anh? Chứ không phải là gốc ra xanh đó. Gốc gần tí xong rồi bên kia ra xanh là bên kia. Ít akel là thành các nơi bà con đang ấy rồi, đang ngắt đầu rồi. Em thấy nhiều nơi bỏ ra xanh lắm. Bởi vì là ai đánh giá là ra xanh rất thì có trăm có nhà, trăm tốt mà không có quả. Ở trong được bán thì trong cầm tay của mình rồi. Em thấy như này nha, nếu như ở dưới Tân Yên thì một số bác trồng rau xanh nhỉ, khoanh hết, khoanh cao, khoanh thấp thì khoanh đến 2-3 bác cũng chẳng đề. Cái giống này chẳng cần ốc chia cái thằng rau xanh này không được. Khoanh hỏng hết rồi. Khoanh nó nhanh tản lắm. Ví dụ mình khoanh vào đây cái ở trên đấy đỏ hết. À đúng rồi. Thế thì anh can thiệp nó biện pháp nào để cho nó đậu được quả? Quan trọng là định dòng hay là thế nào? Không. Cái này rồi nó dày quá, cái này nó dày quá nhá, ý đồ chuẩn bị bắt quả cắt trên đi. À. Từ đưa tán rồi, nó như cái cổng. À. Trong đó sử dụng bằng tác động phân thuốc. Ừ. Mà quan trọng nhất là phải tác động làm sao mà cái lá nó phải như thế này. Vâng. Nếu mà có ông mà cứ đỏ lét thì có vật tác động rồi. Như là lá là phải xanh, phải dày. Nó phải thế này. Đúng không? Thường là những cái lượng những cái
Anh những cái cành mà vươn kia là anh khi mà anh tạo hết đi, cắt hết đi. Anh cắt hết đúng không? Ừ. Đấy, nếu mà nó mà thưa ấy, thì mình vít xuống. À. Để cho nó thành cái cây bù như kia, mà nếu mà nó dày thế này thì một là phá hẳn cây đi, hai là cắt ngoại. À, vâng, vâng. Ép ra thì nó có quả. Đây là chẳng hạn như này nhé, những cành này ép có quả, những cành kia thì không có quả, nhưng sang năm mình lại vít cái cành này xuống. À. Mình lại đứa này xuống. À, à, à. Nhưng mà cái tên là cành này này, sang năm bây giờ vít xuống rồi thì lại phải bỏ đi nữa. Vâng, vâng. Những cái cành ấy, cành vươn cao kia thì anh vít nó xuống. Đây đấy. Vâng, đây thì chính nó đây đúng không? Đúng rồi. À. Cứ mỗi một cành này là 2, 4, 6 quả này nó chết rồi. Mỗi cành này 6 quả đấy. Vâng. Cành này nhiều. À đây. Đúng rồi. Mà quả tính trung bình nó 2 cân trở lên đấy nhỉ. Anh cân đấy là 37.000 là tính cân quả. Cân quả. Cân đấy à. Cắt nên không cân tổng thể. Vâng. Chứ không phải tính quả. Bây giờ như này bán ví dụ chẳng hạn cái biểu từ 1 cân rưỡi trở lên. Vâng. Giá 37.000. Vâng. À đây à. Xong bắt đầu sau này bắt đầu nó vào vụ chính chín mà nó còn được giữ giá thì mình vẫn bán được tầm khoảng tầm 34 đến 35. Vâng. Đến 33.000 xu từ 1 cân trở lên. Vâng. Đấy là hết. À thế à. Nhà ít thì bây giờ thì đây. Phải bắt buộc phải chọn bớt đi để lấy cái tiền để sử dụng nhá. Mà mình vẫn phải lọc bớt thì có quả bé nó còn lớn được chứ. Còn nếu mà biết nhưng mà đến vụ này mà nó liên quan đến Covid ấy. Ừ. Thì cũng mệt đúng không? À, xong rồi mình phải kiếm đến mấy trăm để thuốc sâu thuốc bọ. À, cái đấy là phải cho nên kế hoạch thì kín rồi là có người mua là bán dần. Nó phải cấm rồi.